Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn, chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của Công Auto thân mến. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn một mẫu xe đấy ạ. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng, đến từ nhà sản xuất Ford. Nhà sản xuất Ford. Một chiếc xe có nước sơn màu trắng. Nước sơn màu trắng này, màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này là chiếc Ford EcoSport bản Titanium. Sản xuất 2014. Xe trang bị hộp số là hộp số tự động đề nổ start stop. Chìa khóa thông minh trên cánh cửa, lốp treo, có giá để đồ trên nóc, xinh nhan tích hợp trên gương, phanh ABS 4 bánh. Mở cốp sau cũng bằng chìa khóa thông minh. Có bệ bước lên bước xuống, bệ để chân bước lên bước xuống đấy ạ. Phanh ABS đầy đủ luôn, xinh nhan tích hợp trên gương. Cửa sổ nóc đầy đủ luôn cả nhé, đầy đủ luôn. Xe trang bị rất là nhiều những tính năng hiện đại. Vừa rồi thì em có đi tổng quan về ngoại thất của chiếc EcoSport 2014 này. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 485 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc EcoSport thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn từ mặt ca răng đằng trước này, tất cả mặt ca răng này. Mặt ca răng của chiếc Ford EcoSport này rất là lớn cả nhé, rất là lớn luôn. Bốn xung quanh đều được bọc mạ chrome. Đèn thì trang bị đèn pha, đó là đèn halogen phản xạ đa chiều. Đó, phản xạ đa chiều, hai bên rất là sáng luôn. Đèn gầm thì đây ạ, đèn gầm nó là trang bị đèn bi cả nhé. Đèn bi cầu. Biển số Hà Nội. Các anh chị nào mà ở Hà Nội mà mua chiếc xe này về thì chạy cực kỳ yên tâm, bởi vì là thứ nhất là gầm cao máy thoáng, thứ hai là về chúng ta chỉ việc gì ạ, sang cà vẹt thôi, không cần phải đổi biển, nó sẽ tiết kiệm được chi phí. Đây ạ, kính chính của chiếc xe này là kính zin này, kính chính là kính zin này. Lốp mới đẹp này, lốp mới đẹp, la răng đúc lớn này, phanh ABS chống bó cứng này, xi nhan tích hợp trên gương này. Đây ạ, kính này là kính zin luôn này, chìa khóa thông minh trên cánh cửa. Có gì ạ, bật lên xuống đầy đủ luôn. Kính này là kính zin đây. Đó, là kính zin. Kính này cũng là kính zin luôn này, cũng là kính zin luôn cả nhé. Chúng ta sẽ gì ạ, kiểm tra tất cả những bộ phận, những thiết bị trên chiếc xe này đầy đủ chi tiết từ A đến Z luôn. Vâng, đây là keo chỉ cánh của chiếc xe đây ạ. Keo chỉ là nguyên đai nguyên kiện của nó nhé, nguyên zin của nó nhé. Rất đẹp luôn. Táp ly táp lô đây ạ, táp ly táp lô thì cực kỳ sạch sẽ, không hề bị bóng mờ này. Xe thì gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe điện này. Đó, táp ly táp lô, phần này bọc da cả nhé, bọc da này. Tay nắm cửa cực kỳ chắc chắn này. Hộc để nước trên cánh này, EcoSport. Đó, EcoSport. Đây ạ, ghế bọc da. Ghế bọc da nguyên bản theo xe. Ghế bọc da nguyên bản theo xe cả nhé, nguyên bản theo xe luôn. Xe thì trang bị 6 túi khí an toàn cả nhé. Xe trang bị 6 túi khí an toàn. Đó. Đây một túi khí này. Đây một túi khí nữa là 2 này. Trên ghế một túi khí, trên ghế này một túi khí là 3 này. Vô lăng một túi khí là 4 này. Và trên ghế lái một túi khí nữa là 5. Và trên đây ạ, một túi khí nữa là 6 túi khí trang bị cửa nóc đầy đủ luôn. Đó, ghế bọc da nguyên bản theo xe luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím. Cô đang biết tích hợp bàn phím đề nổ start stop. Đây ạ, vô lăng tích hợp bàn phím này, volume này, nghe gọi này, cruise control này, đầy đủ luôn. Đầy đủ cả nhé. Đây ạ, xe thì có trang bị một màn hình rất là lớn này để chúng ta nghe nhạc này. Và xe thì có camera hành trình. Camera hành trình rồi cam lùi đầy đủ luôn. Điều hòa auto cực mát. Z run lên luôn cả nhà nhé. Đây hộp số tự động đây, cần số đây,
Đó, cần số đây. Có đây ạ. Sấy kính, sưởi kính này. Đầy đủ luôn này. Đó. Điều hòa automat, chế độ khóa cửa này. Rồi nghe gọi điện thoại này, đầu CD này. Rồi cả một màn hình LED ở trên này luôn. Đó, cả một màn hình LED luôn cả nhà nhé. Rất hay luôn. Rất hay luôn. Cực chất. Chỉ với giá là 485 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc EcoSport đời cao. Đời cao. Sản xuất 2014. 485 triệu. Chiếc xe này bên em có làm hỗ trợ trả góp nhé. Có làm hỗ trợ trả góp lên tới 65-70% giá trị xe luôn. Hỗ trợ trả góp tạo điều kiện cho tất cả anh em luôn. Đã, tấm chắn nắng theo xe đầy đủ luôn. Tấm chắn nắng theo xe đầy đủ. Cửa sổ nóc. Đã, em sẽ bật cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc vẫn hoạt động bình thường rồi nhé. Đã, cửa sổ nóc hoạt động bình thường. Rất chất luôn. Rất chất luôn. Nhạc hay. Điều hòa mát. Điều hòa mát luôn. Ghế bọc da nguyên bản luôn. Đây. Có cả kết nối cổng phone này. Kết nối USB này. Và cổng sạc cổng điện ra 12V này. Chúng ta có thể sạc bất kỳ thiết bị nào. Ví dụ như là iPhone, iPad hay là AUX gì đó. Hay là điện thoại. Điều hòa auto mát. Rất mát luôn. Ngồi trên chiếc xe này rất là thích luôn. Lạnh luôn đấy ạ. Em vừa ngoài mồ hôi đang nóng ngoài bây giờ vào trong đây là thấy nó lạnh lạnh. Đây ạ, chiếc xe sản xuất 2014 và chạy được 8,4 cả nhá. Chạy được 8,4. 8,4 ạ. Nói chung là xe chạy tương đối ít. Tương đối ít cả nhá. Chạy mới được có hơn 8 vạn thôi. Đây ạ, tất cả ốc đinh tán này. Ốc đinh tán này, còn nguyên này. Đó, còn nguyên luôn. Rồi ốc vẩy màu này. Đấy, của nhà máy còn nguyên luôn, cực kỳ chất. Cực kỳ chất luôn. Đây, chúng ta xem tiếp. Tất cả các chi tiết luôn đấy ạ. Cực kỳ đẹp nhá. Tất cả các chi tiết luôn, cực kỳ đẹp luôn. Sản xuất 2014. Sản xuất 2014. Đó. Với giá là 485 triệu. Ốc vẩy màu QC của nhà máy luôn. Đây ạ. Ford thì chúng ta đã biết rồi. Rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn. Một thương hiệu lâu đời và nổi tiếng ở thị trường của Việt Nam. Và rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Chiếc Ford EcoSport này bản Titanium cả nhé. Đây, chìa khóa thông minh này. Đấy, chìa khóa thông minh khi chúng ta mở cốp ấn vào đó. Đó. Và mở nó ra thôi. Rất là ok. Rất tiện lợi luôn. Đúng không ạ? Rất tiện lợi luôn. Đây, bản lề cánh cửa này. Kích thủy lực này, hỗ trợ này. À, có kích thủy lực luôn. Bản lề cực kỳ dày dặn này, của Ford nhé cả nhé, của Ford nhé. À, bản lề cực kỳ dày dặn luôn. Đây, cốp để đồ thì rộng rãi luôn. Rất rộng rãi luôn cả nhà nhé. Rộng rãi. Và có cả đèn luôn này, khi chúng ta mở phát là đèn nó sáng, buổi tối chúng ta có thể quan sát thoải mái bên trong. Đây ạ. Chúng ta có thể là nhìn cái nắp cốp đít này của chiếc xe này. Nắp cốp đít của chiếc xe này. Tất cả các chi tiết luôn. Zin nguyên bản luôn, xe zin đét. Đây ạ. Ốc đinh tán của nhà sản xuất. Ốc đinh tán của nhà sản xuất. Còn nguyên. Có giá để đồ trên nóc. Đó. Có giá để đồ trên nóc. Zin đét luôn. Chỉ có hơn 400 triệu thôi. Mà lại còn được hỗ trợ cả banh luôn. Hỗ trợ cả banh luôn. Đây ạ. Bốn lốp đẹp nhé cả nhà nhé. Mình không cần phải soi nhiều luôn, bởi vì thực ra là lốp quá đẹp rồi. Lốp nó quá đẹp rồi. Đây ạ. Tất cả gioăng cao su còn nguyên. Tất cả gioăng cao su còn nguyên. Keo chỉ này, ốc vẩy màu này, chỉ cánh này còn nguyên luôn cả nhé. Còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn, rất đẹp luôn. Đó. Đây, cái túi khí đằng sau đây. Từ khi thứ 6 đó. Rất chất đẹp luôn. Đây ạ. Có cổng điện ra 12V cho hàng ghế sau này. Đấy, rất chất luôn. Cực chất luôn nhé. Cực chất luôn. Chìa khóa thông minh trên cánh cửa này. Đó, chìa khóa thông minh trên cánh cửa này. Kính zin này. Kính zin này.
Tất cả kính của chiếc xe này đều là kính zin, xe còn zin nguyên đai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện cả nhé. Đây ạ, rất chất đẹp luôn, rất chất đẹp luôn, cực kỳ chất đẹp luôn cho một chiếc xe EcoSport sản xuất 2014, sản xuất năm 2014. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này chạy thì cực kỳ sướng luôn. Em đã chạy thử mấy vòng mà. Em đã chạy thử rồi. Đây ạ, lốp Taro còn nguyên này, lốp mới đét luôn này. Chạy thử mấy vòng rồi. Xe chạy cực kỳ sướng. Đây ạ. Xe còn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2020. Đến tháng 5 năm 2020. Con này chạy thì sướng vô cùng luôn. Chạy cực kỳ đầm chắc xe này, chạy cực kỳ lướt và rất là bốc. Cực kỳ bốc luôn. Cực kỳ bốc luôn nhé cả nhà nhé. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc xe. Chiếc xe này trang bị động cơ 1.5. Mà động cơ 1.5 thì cả nhà đã biết rồi đúng không ạ? Rất là tiết kiệm nhiên liệu. 1.5 mà. Quá là tiết kiệm luôn. Đây ạ, động cơ thì vô cùng sạch sẽ luôn. Động cơ quá sạch sẽ luôn cả nhé. Quá sạch sẽ luôn đấy, rất là đẹp luôn. Bác chủ đi rất giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ. Đây là tất cả những ốc vẩy màu này, rồi đinh tá nhà sản xuất mối hàn này, đầy đủ luôn này. Đây, tài này cũng là gì ạ? Thương hiệu của Ford nhé. Đèn là đèn zin của nhà sản xuất luôn này, đèn zin của nhà sản xuất luôn này, zin đến từ ắc quy luôn cả nhé, zin đến từ ắc quy luôn đấy. Đó, tất cả các chi tiết luôn, zin đét là đẹp luôn trên chiếc xe này, quá chất luôn. Quá chất luôn đấy. Máy móc sạch sẽ, 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Đi đâu đó nó sẽ rơi vào tầm cỡ khoảng 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Rất là tiết kiệm. Ngang một con Vios thôi. Được. Rất chất đẹp luôn. Rất chất đẹp luôn. Đó. Tất cả các chi tiết luôn cả nhé. Không có dấu hiệu gì xét ở đây luôn. Tất cả các chi tiết luôn. Đây em sẽ soi gầm máy cho cả nhà luôn. Rất chất đẹp nhé cả nhà nhé. Rất chất đẹp luôn, máy khô khốc khọc luôn. Đó. Máy khô khốc khọc khọc luôn. Rất chất đẹp, chạy cực kỳ thích luôn. Chạy cực kỳ thích luôn. Và vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Ford EcoSport sản xuất 2014 bản Titanium. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 485 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc EcoSport này thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cô bác anh chị và các bạn mà đang theo dõi trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta ấn nút màu đỏ đăng ký rồi, nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu về những mẫu xe mới nhất về salon bên em nhé. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.